Cũng may thành Đam huynh đệ về kịp, hai huynh đệ của chúng tôi mới có thể thoát được. Nếu không sẽ bị con nha đầu thối này hại chết mất. Hành hiệp trượng nghĩa là chuyện tốt mà. Tốt cái gì, suýt nữa mất mạng. Ngươi còn dám chạy à? Được rồi, nếu đã để cho A Hoàng họ Đặng đó đi báo, chúng ta mau đến chỗ lấy tiền chuộc thôi. Hôm qua đã giết mấy tên quan binh, nhưng mà thà không gặp vẫn còn tốt hơn. Sao thế này? Sao thế này? Đám súc sinh này, tại sao? Tại sao à? Quan tỳ trốn thoát rồi, mới chết vài tên quan binh, đám quan binh còn lại nhất định vì không đàn áp được mà bị tra hỏi. Lần này tốt rồi, tất cả đều giết hết rồi. Thế này sẽ trách tội lên đầu chúng ta. Đây chính là cái mà người gọi là trượng nghĩa sao? Ngươi thật sự tưởng ngươi có thể giúp họ sao? Ngươi nhìn đi, nhìn cho rõ đi. Chúng ta đi thôi, đi. Đã bỏ rớt cô ta 3 ngày rồi, cho cô ta ăn chút gì đi. Nếu không cứ thế này cô ta sẽ chết mất. Ngày mai tiền chuộc sẽ đến rồi, đói thêm một ngày nữa cũng không chết được đâu. Đại ca, sau khi lấy được tiền chuộc, chúng ta có thể thuận lợi thoát thân không? Tuyệt đối đừng để âm gia bắt được. Âm gia này thật sự rất lợi hại. Để thấy cô gái này đã nhìn thấy tướng mạo của chúng ta, ngộ nhỡ âm gia báo thù chúng ta, vậy thì sẽ không ôm được túi tiền mà đi đâu. Theo đệ thấy, vốn dĩ trói cô gái yếu đuối đã là bất đắc dĩ rồi. Huynh còn định giết người đi diệt khẩu hả? Lương tâm của huynh bị chó cắn rồi hả? Ta đây chẳng phải là gì tốt cho huynh đệ chúng ta ư? Huynh, tiếng gì vậy? Dập lửa. Đi đi xem sao. Các ngươi là ai? Nam Dương Lưu Bá Thăng, Lệ Qua ở đâu? Yeah.
Sao hả? Ba người các ngươi đã bị bắt được rồi, còn gì để nói nữa? Nếu đã bị các ngươi bắt rồi, cần gì phải phí lời nữa? Muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém. Đúng, giết thoải mái đi. Ta thấy các ngươi võ công cũng không tồi, đi làm kẻ xấu thì thật đáng tiếc. Thế này đi, Lưu Bá ta sẽ chỉ cho các ngươi con đường sạch sẽ. Nếu các ngươi muốn thuận theo ta, ta sẽ không giao các ngươi cho âm gia nữa. Thấy sao, chúng ta đã xa vào đường xấu. Đây là vì các ngươi chiếm hết ruộng đất, đều là do lũ cường hào hoành hành ngang ngược ép. Để ta làm việc cho các ngươi, làm chó cho các ngươi nằm mơ. Giết cứ giết đi, chém cứ chém đi. Cứng ghê nhỉ. Được rồi, là tự ngươi nói đây nha. Được rồi, hôm nay ta sẽ giao các ngươi cho âm gia. Đại ca từ đã. Sao? Vừa nãy để nghe bọn họ nói là họ cũng là đi vào con đường cùng nên mới vậy. Hơn nữa họ chỉ là cầu tài, không hề muốn làm hại Lệ Qua. Nếu mà Lệ Qua vẫn bình an quay về hay là thả họ ra? Tam đệ, sao đệ lại mềm yếu như là đàn bà thế? Nếu không giao họ cho âm gia, phải ăn nói với âm gia sao đây? Đại ca mới nói muốn thu nạp họ, quân thu nạp họ rồi thì không phải là cũng khó ăn nói với âm gia sao? Cái này thả hay không thả không phải để nói là được. Nếu muốn thả người, Lưu Tú đệ tự đi mà nói với tỷ phu. Đại ca, đại ca. Huynh là Lưu Tú, Lưu Tú của Thái Học. Huynh là, ta là Mã Võ. Ân công, huynh đã cứu ta một mạng ở Trường An. Là huynh. Đúng, ân công. Cứu ta. Tránh ra. Nhanh, lục soát bên kia. Đừng để hắn chạy, tránh ra. Ta phụng mệnh đi bắt thích khách. Nhanh, nhất định phải bắt hắn. Tráng sĩ, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Nhanh, lục soát cho ta. Ngươi là thích khách mà bọn họ đang tìm sao? Ngươi có một mình thôi sao? Có đồng bọn gì không? Đa tạ ba vị đã cứu mạng. Nhưng những cái khác trách tại hạ không thể nói được. Chúng ta liều mạng cứu người, kết quả ngươi lại không tin chúng ta. A Vũ, đừng hỏi nhiều. Vì ân công này nữa đúng. Tại hạ cáo từ. Không được, người huynh bị thương, ra ngoài chỉ có đường chết. Lệ Qua nói đúng. Bây giờ toàn thành đều đang truy nã huynh. Lỡ như huynh bị bắt còn liên lụy đến thái gia, gánh tội danh che giấu tội phạm, chi bằng đợi đến mai cổng thành mở rồi hãy nghĩ cách ra ngoài. Sao huynh lại rơi vào bước đường ngày hôm nay? Nói ra rất dài. Sau khi ta trốn khỏi Trường An, vốn định về quê Hồ Dương sống nhờ vào mấy mẫu ruộng, không ngờ gặp phải hạn hán. Mẹ ta đói đến chết. Nếu không phải Dương đại ca cứu ta, ta cũng đã chết ở nơi sơn giả từ lâu rồi. Nói như vậy, các người có oán hận những gia tộc quyền thế nên mới bắt cóc cô nương của hai nhà Âm Đặng. Không giấu gì ân công, bọn ta vốn định đầu quân vào Lục Lâm quân. Nghe nói hai nhà Âm Đặng giàu không thua gì chư hầu, bọn ta liền bắt cóc cô nương của hai nhà để kiếm tiền chuộc. Ân công, chuyện này đều là chủ yếu của ta. Ngài hãy giết ta đi, tha cho bọn họ đi. Như vậy ngài cũng có cái để mà ăn nói với âm gia. Dù sao thì mạng của ta cũng là do ân công cứu. Trả mạng lại cho ân công, Mã Võ ta không hề oán hận. Có thể sống tiếp cũng đã không dễ dàng rồi, sao lại phải đánh đánh giết giết chứ? Mấy người đi hết đi. Sau này đừng có làm những chuyện này nữa. Công tử thả bọn ta đi thì ăn nói sao với âm gia? Đúng vậy, cô nương của âm gia giờ đang hận không thể lột da rút gân bọn ta. Cô nương của âm gia, huynh không nhận ra quấy thật sao?
Đúng là có hơi quen mặt. Chẳng lẽ cô ấy là... Đúng vậy, cô ấy chính là tiểu thư Đồng đã cứu Quynh năm đó.